Nào, em đẹp nhất hôm nay đây, siêu mỏng một lên. Con này laptop kiêm iPad luôn. À, đây là con Dell bác nhé. À, con này là con laptop Dell 5285. Con này laptop kiêm iPad, bình thường thì các bác có thể dùng nó là Apple. À, phía đằng sau kia của bác là con ThinkPad, màn hình cũng trên 13 inch, dòng này gọi là siêu bền. ThinkPad siêu bền, em nó chạy test tất cả cho các bác trước khi gửi hàng đấy. À, siêu bền luôn, dòng này có mức giá là 3 triệu 960 nghìn. À, con này cấu hình Core i5, chip đồ 7, 720, 7200, RAM 8GB, ổ cứng 256GB. À, những con này thì bao cho các bác, cho các cháu học thoải mái đi, độ bền siêu khủng rồi. Riêng cái ThinkPad nó là nổi tiếng làm các loại máy chủ. Còn con này nó là con Dell, cũng là Core i5. À, Core i5 chip cũng đồ 7 7200, RAM 8GB, ổ cứng 128GB SSD. Con này vừa làm, con này thì là mức giá 5 triệu 9. Con này có thể vừa làm laptop này các bác này. Laptop bác có thể để đây gạt này, gạt cái chân ra này. Đấy cái miếng the, cái miếng nhôm này, nhôm hợp kim này. Đằng sau bác gạt ra làm chân để. Đấy. Thì có thể làm laptop. Ngoài ra thì các bác có thể gập nó lại. Gập vào đây nhá. Bác tháo hẳn cái này ra. Đấy. Bỏ bàn phím ra thì ở trên này nó lại thành một con iPad cảm ứng hết. À, nó có bàn phím số ở đây luôn, đây bàn phím số trên này luôn, ok chưa? Đấy, có bàn phím số, đây bàn phím số có gì thấy chưa? Ok chưa? À, tăng giảm độ sáng màn hình thì các bác có thể ở bàn phím số này nó không hiển thị, nhưng trên bàn này thì nó có hiển thị tăng giảm rồi tắt màn hình rồi to nhỏ có hết đây, ok chưa? Đấy. Hoặc là các bác lắp vào đây, bác chỉ thả đấy là nó tự cắm vào thôi, nó tự lao nó hút vào luôn, tự hút nhanh lắm, ok chưa? Đây em cho sáng màn hình, có nhìn thấy chưa, sáng màn hình chưa? Đấy. À, cho tối màn hình này, có thể cho tùy độ sáng tối mình cảm thấy dịu mắt mình là được, bởi vì khi cho màn sáng màn hình quá độ nó lại ngược lại mình, hay là nó sẽ tốn pin hơn. Đấy, tùy các bác nhé. Đấy, em cứ cho nó sáng cho bác đây, ok chưa? Bỏ ra được này, chỉ cần rút ra là nó thành một con iPad gập lại ở trên tay. Bác có thể quay ngược này, nó tự chuyển đảo cấu hình dọc cho bác luôn đấy, dọc ngang được hết. Con này thì khỏi phải nói rồi, đây về cấu hình này, đây cứ quay ngang này cho bác nhìn cho nó tiện. À, cấu hình bác nhìn đấy, em vừa đọc rồi bác ạ. Đấy. À, trước khi bác xem cái cấu hình này thì em Tuấn báo với bác là những con này ở trên trang họ chào bán với mức giá không thấp, không thấp đâu ạ bác ạ. Trên các trang diễn đàn hôm qua em đưa rồi đấy, bác cứ gõ vào Google là ra luôn nhé. Là con Dell này, model là đây, con Dell model là 8258, ở trên các trang diễn đàn thấp nhất là giá 8 triệu rưỡi đến 9 10 triệu. Còn con này mà mua mới tinh thì nó phải gần 20 triệu. Mua mới tinh gần 20 triệu. Ở bên em Tuấn để cho bác mức giá 5 triệu 900 nghìn được chưa? 5 triệu 900 nghìn các bác có thể tham khảo mà. Em khai giá cho bác tham khảo mà. 5 triệu 900 nghìn thì cấu hình như em vừa nói đây. Con này cấu hình này, chạy bản Win 10 Pro này, Win 10 Pro bản 6 TB bit, RAM 8GB. Em cho gần cho bác nhìn luôn. RAM 8GB này. Đấy. Được chưa? Có nhìn thấy chip nữa chưa? Chip này i5 này, đầu 7 nhá. 7200 nhá. Chip Core i5 đầu 7 này còn cao hơn là chip Core i7 đầu 3 đấy. Ok chưa? Ổ cứng 128GB. Đây, 128GB bây giờ em chia ra ổ bên cạnh thì các bác gần 100GB bác chứa dữ liệu thoải mái rồi. Còn bây giờ đa số là lưu dữ liệu Zalo, Facebook, YouTube hết rồi. Ok chưa? Dữ liệu như vậy dùng quá thoải mái chứ, thoải mái đấy. Đấy, thành iPad thì bác cứ dựng lên thì nó tự đảo chiều màn hình. Đấy, còn bác muốn làm văn phòng. Con này thì rất là tiện, là con này các bác có thể cài cài các phần mềm rất là tiện ích, nó như một cái máy tính luôn. À, ngoài ra thì bên sườn bên này bác nhìn nhé, bác nhìn sườn này, sườn nó có cái cổng, cái phích cắm này này là cổng sạc sạc cho máy, còn cổng bên này là cổng cắm kết nối điện thoại, cổng Type-C đấy, bây giờ đều dùng cổng Type-C đời mới nhất bây giờ. Ngoài ra có ổ SSD này, SSD khay đây này, khay SSD này, tiếp tục đấy là ổ USB nhé, đấy SSD USB luôn, ok chưa? Ngoài ra thì bên này là to nhỏ, cổng mic và cổng tai phone 3.5. Đấy, hai cổng mic.
Đây xung quanh đây là những cổng mic và cổng thu nó nhỏ nhỏ này. Còn đây là cổng bật tắt nguồn. Còn bên đây cổng là cổng vào win. Nó nhìn thấy hình Windows chưa? Nó hình chữ Windows á. Ok. À, con máy này thì là có nhiều bác dùng, bác chú ý nhé. Tất cả cái phần sống lưng này của nó, đây là tất cả là chip và CPU và quạt tản nhiệt nó nằm ở đây. Nên là họ sẽ thiết kế tất cả cái lỗ thông khí ở trên này. À, có bác là về bác dùng, bác thấy là cái phần này nó sẽ nóng hơn cái phần này. Vì tại sao? Tất cả cái phần này nó làm mát để nó thổi, nó máy nó dựng như này mà, để nó thoát lên bên trên, nó làm mát. Cái máy nó có độ nhiệt độ nóng nó tỏa ra như này càng tốt, bởi vì để nó làm mát cho CPU nó chạy, nó càng chạy khỏe thôi, có gì đâu, không có gì cả. Đấy. Còn về các thông số thì đây, máy làm hết bên trong rồi. Quét mã về các thứ. Ok hết. Đặc biệt là con bên trong này các bác nhé, bác chú ý hộ em. Đấy, ok chưa? Rồi. Ngoài ra con này có cả khay cắm sim nhé, bác có thể dùng cắm sim để dùng cho những cái vị trí và không dùng cho những vị trí không có wifi. Con này để cho bác mức giá 5,9 triệu là mức giá thấp nhất. Đấy là mức giá bán đấy, bác là không nhanh trả đến trả kịp đâu, không đến lượt. Ok chưa bác, 5,9 triệu nhá, đẹp lung linh luôn, 5,9 triệu ạ. Con này vừa đẹp vừa sang vừa cao cấp đấy. Con này 5,9 triệu đấy, còn không thì xong các bác này, gập đi, bác gập vào. Ok chưa. Ngoài ra sạc theo em nói là đây, cái sạc đeo đây, sạc rất là nhỏ gọn, sạc đeo nhỏ gọn, cổng cắm type C luôn, nhỏ gọn nhé, đúng bằng hai ngón tay. Ok chưa, ba đầu ngón tay, hai đầu ngón tay hơi thu, ba đầu thì to quá, hai đầu hơn hai đầu ngón tay, sạc quá ra sạc thoải mái luôn. Con này nhá là 5,9 triệu, còn con này là 3 triệu 960 nghìn. Thì đối với con này thì em tuấn báo cấu hình rồi mà, con ThinkPad này thì nó hàng bền vô đối rồi nhá. Cấu hình thì cũng như con kia, nhưng mà ổ cứng con này thì là 256 GB. Còn chip với RAM thì y như nhau, màn hình thì kích thước như nhau. Nó tóm lại màn hình này toàn trên 13 inch hết. Đây ạ. Con này cũng có i5 7200U, RAM 8GB luôn. Win 10, 64 bit như nhau. Có con này ổ cứng là 25556GB, cao hơn con kia. 256. Đấy, con này mức giá là 3 triệu 960 nghìn. Quá mềm mại các bác, riêng cái con này á, bác này. Nó nhỏ, nó gọn, nó bỏng dính ấy. Nhỏ gọn này, nó đẹp. Nhưng con này các bác mua cho các cháu đi học, hoặc là các bác hay làm việc về phần mềm, hay là cần di chuyển, cần máy đem đi lại, rất là tốt luôn. Cái máy này nó cực kỳ gọn và khỏe, phải nói nó nổi tiếng dòng máy rồi. Có cả khay cắm sim này, bác nhìn chưa, con này có cả khay cắm sim này. Đây bác nhìn chưa, cắm sim để dùng cho những cái vùng mà không có wifi, để dùng sim điện thoại vào đây, sim 3G 4G vào đây. Đấy, con này 3 triệu 960 nghìn, sạc cũng bé bé nhá, sạc cũng đúng bằng hai ngón tay luôn này, cổng tai si luôn, đời mới nhất, máy mới tầm 90% hết. Đấy, các bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Những dòng này thì phải nói là sang trọng. Những con này bây giờ các bác ra thị trường, bác mua máy mới bây giờ nhá, thị trường máy mới mà chưa chắc là cần máy như thế này, mà chỉ cần cấu hình như này nó phải có 13-15 củ trở lên, nhưng mà không bao giờ có chuyện nồi đồng cối đá những con này được. Đây là máy bãi nước ngoài, nó rất là giá trị cái đấy bác. Em Tuấn đang cho chạy từng máy này, chạy suốt ngày để em test cái lượng pin đấy, lượng pin đấy, trước khi đến với các bác. Đấy, bác nào nhu cầu liên hệ với em.